chào các bác. Hôm nay xin chia sẻ cho các bác cây cóc cũng như là các loại cây ăn quả làm sao để cây nó nhanh to, để nó nhanh to trong một thời gian ngắn. Với lại nó đậu quả, nó ra hoa rồi nhưng nó phải đậu quả các bác. Thì trước khi chia sẻ thì em xin quay cho các bác cây cóc nhà em. Đây để em sẽ tiến lại gần quay cho các bác xem cây cóc nhà em. Đây cây này em vừa thu hoạch cái quả nó già già rồi, em vừa vặt trơ trụi rồi, bây giờ nó còn cái lứa mới ra mà nó đã như này rồi các bác. Các bác nhìn thích không ạ? Đây bên trên cao thì có thể hơi khó nhìn một tí. Rất nhiều hoa và quả đã đậu. Đây em vặt trơ trụi rồi mà nó lại còn rất nhiều quả này. Chứ không bình thường nó sai lắm các bạn. Kia trên kia có rất nhiều trái bé. Đó. Đây em quay. Đây là một cây bé xíu ấy. Cây bé xíu mà đã ra hoa đậu quả ấy. Đây cây bé xíu này. Thì hôm nay em xin chia sẻ cho các bác luôn là cả cây bé nó cũng đậu quả. Đây quả như này là đang đậu rồi. Như này là không rụng nữa các bác nhé. Cây như cây cóc này như này là không rụng nữa. Quả như này là không rụng nữa. Ra hoa nhưng mà phải đậu quả. Chứ nhiều khi là ra hoa nhưng nó bị rụng. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ trong video này các bác. Ra hoa và đậu quả. Và cây phát triển nhanh. Đây chỗ này trong này có chùm rất là sai. Có nhiều lắm nhưng em vừa thu hoạch những lứa già. Nên là bây giờ nó còn những cái lứa nó vừa ra thôi. Quả già là trắng trắng, quả cóc là già trắng trắng nó nhiều lắm. Đây em vào bên trong cây quay cho các bác xem. Sau khi quay xong thì em sẽ chia sẻ cho các bác để làm sao mà cây nó phát triển và nó đậu quả. Đây, còn leo lên rồi. Nhưng mà trong này nó ánh sáng nó hơi kém nên là các bác có thể nhìn nó khó. Rất là nhiều quả nhưng mà các bác trong này nó tối này, các bác nhìn nó lẫn cái lá nên là nhìn nó khó. Để em ra em chia sẻ luôn cho bác nhé. Đây, nhiều quả lắm nhưng mà nó chỉ ở bên trong gốc cây nó tối, các bác nhìn nó lẫn cái lá nhìn nó khó. Cây to đùng luôn trong thời gian ngắn. Rất là tốt. Nó đủ chất dinh dưỡng thì cây nó sẽ phát triển nhanh, nó to các bác nhé. Thứ nhất đó là em xin chia sẻ với bác, đó là cách làm sao để cho cây cóc cũng như các loại cây ăn quả khác làm sao mà nó phát triển tốt trong một thời gian ngắn. Đây, cây nhà em trong một thời gian ngắn nó đã phát triển phung phê như này rồi. Đó là nhà em dùng cái gói này. Đó là phân hữu cơ sinh học. Đó, em dùng cái gói này để tưới cho cây này. Đây một gói này thì các bác có thể pha với 250ml nước và tưới cho cây này. Ví dụ như các nhà các bác có số lượng cây ít, một vài cây thì các bác mỗi lần tưới các bác pha một ít thôi, pha đủ tưới thôi, các bác tưới cho cây. Còn lại là các bác cứ để dành lần sau pha tiếp, thì khoảng tầm 10 ngày các bác lại tưới lại cho nó một lần. Thì 250ml thì nó phải rơi khoảng hơn 10 cái xô này. Cái xô này là 18 lít. Thì nó 10 xô là 180 lít thì nó phải hơn chục cái xô này. Tưới được rất là nhiều các bác. Các bác cứ pha cắt cái này ra, các bác pha vào cái xô này. Sau đó các bác tưới vào gốc cho cây. Đó là cái này nó để kích thích cho cây sinh trưởng phát triển, nó đủ chất dinh dưỡng. Gói này là đủ chất dinh dưỡng các bác. Các bác không cần dùng các loại khác nữa, là nó cũng đủ chất dinh dưỡng rồi. Đây cái gói này nó dùng chuyên cho các loại cây ăn quả. Rất nhiều các loại cây ăn quả và rau. Rau cũng dùng cái gói này các bác nhé. Rau của các loại cây ăn quả rất là đủ chất. Ví dụ rau thì các bác khi rau thì các bác nó mọc lên rồi thì các bác tưới rau rất là tốt. Còn tưới ví dụ vừa gieo xong tưới thì nó có thể nó bị sót. Nhưng mà khi mà cây nó mọc lên rồi thì các bác tưới thì nó phát triển rất là tốt. Đó là cái này để cho cây phát triển. Thứ hai em xin giới thiệu các bác đó là cái siêu đậu quả.
để cho các loại cây ăn quả làm sao nó đậu quả. Thì cóc này em đây, em cũng dùng cái này. Các loại cây ăn quả khác đều được nha, ví dụ như nhãn này, bưởi này, hoặc là vải này, lúa hoặc là chè đều được các bác nhé. Ngô, các loại cây ăn quả đều được. Thì đối với cái gói này thì các bác, một cái gói này thì các bác pha với hơn một bình phun nước sâu này, các bác phun lên phần hoa, phần lá bên trên, phun lên phần hoa. Một cái bình này, như cái bình nhà em này là 18 lít thì các bác pha được hơn một bình nhé. Cái này là pha được 20 lít, cái gói này pha được 20 lít là hơn một bình phun nước sâu này để các bác phun. Đó. Đây em thực tế là em đã dùng cái hai gói này. Thứ nhất là cái gói này để cho cây nó đủ chất dinh dưỡng. Thứ hai là cái gói siêu đậu quả này để cho quả nó đậm, nó không bị rụng cháy non. Thì các bác nào có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0375 524 180, số điện thoại đang dùng ở Zalo các bác nhé. Hoặc là các bác nhắn tin bình luận dưới video em sẽ trả lời ạ. Ngoài ra là bên em còn, ngoài cái sản phẩm này ra thì bên em còn rất nhiều các vật tư để trồng cây, để chăm sóc cây. Như là ví dụ trồng cây có vật tư túi bầu trồng cây này, túi bầu bằng nhựa PE các bác. Túi bầu đấy rất là rẻ. Túi bầu đấy thì chỉ mấy chục nghìn một cân thôi. Một cân thì được nhiều lắm, cái loại to to thì được mấy chục cái, còn cái loại bé thì nó phải mấy trăm cái là một cân. Cái túi bầu đấy rất là rẻ. Ngoài ra là bên em có túi vải nữa, túi vải cũng rẻ và túi vải bền đó các bác. Hoặc là các bác có quan tâm đến các sản phẩm như kích rễ này, kích nảy mầm này, kích ra hoa, kích đậu quả, kích rất nhiều loại kích, kích thích sinh trưởng đó, kích thích cho các loại cây hoa và cây hoa và cây cảnh các bác đó. Ngoài cây ăn quả ra thì có cây hoa nữa, cây hoa là kích thích nở hoa các bác. Hoặc là các loại phân bón cho cây ăn quả rau thì các bác dùng loại này, hoặc là phân bón cho hoa thì các bác, nhà bên em có loại khác. Nói chung là bên em đầy đủ các vật tư chăm sóc cây và trồng cây, thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0375 524 180, số điện thoại em dùng cả Zalo. Đây em sẽ quay gần cho các bác xem cái gói để cây phát triển này. Đây các bác nhìn rõ chưa ạ? Nó là phân hữu cơ sinh học, các bác yên tâm là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đây nó dùng cho các loại cây ăn quả và rau củ quả, các loại cây ăn quả, chuối, dưa này. Nói chung là nhiều lắm, tất cả các loại cây ăn quả, kể cả cây lúa, cây chè đều được các bác nhé. Đu đủ này, đó, nhiều, nói chung là tất cả các loại cây ăn quả là đều dùng được. Đây, giúp cây cứng, giảm đạm, tiết kiệm chi phí, kích rễ, giải độc, xanh tốt. Cây này là đầy đủ các chất dinh dưỡng rồi. Đây, ở phần đằng sau này thì có hướng dẫn sử dụng nhé. Đây, các bác tưới pha với 20 thì là 25 lít, thì 200 là 250 lít. Đó. Đó là cái gói này. Các bác nghe. Đó. Rau. Dùng được rất nhiều. Hoặc rất là rẻ, do các bác pha được rất là nhiều để các bác tưới. Thì các bác dùng dần, tưới dần, mỗi lần pha một ít. 10 ngày lại, ví dụ cây ăn quả này thì 10 ngày các bác pha tưới một lần. Đây là cái gói đậu quả, các bác nhìn rõ không ạ? Siêu ra hoa đậu quả, chống rụng cháy non, dùng cho rất là nhiều quả. Đây, các bác có thể thấy tất cả các loại cây ăn quả, cây lúa, cây chè đều được hết các bác nhé. Nàn, để làm sao mà khi nó ra hoa rồi nó phải đậu quả. Cứ nhiều khi mà các bác cứ để tự nhiên là ra hoa rồi nó sẽ rụng hết. Đây, trong này nó có hướng dẫn hết các bác nhé. Pha 20 ml, 20 một gói đấy, 20g một gói và bình 20 lít. Thì một cái bình thuốc sâu như nhà em là bình 18 lít thì các bác pha hơn một gói. Đây do cây ăn quả khi trái non vừa nhú thì phun này. Đó, cây lúa này, cây chè này. Đó,
công dụng này. Đó. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0375 524 180. Em có rất nhiều vật tư, ngoài cái giúp cây ăn quả này ra thì em có rất nhiều vật tư khác cho cây, cây hoa, cây cảnh và các loại cây khác đều được hết, túi bầu, túi vải, nói chung em nhiều vật tư lắm. Thì em là số điện thoại là 0375 524 180. Số điện thoại em dùng ở Zalo, các bác có thể gọi hoặc nhắn tin Zalo cho em được, hoặc các bác gọi bình luận dưới video em sẽ trả lời ạ. Và em xin chào các bác.